kiến cắn. Ui, được nhiều nướng nhiều, còn đi câu tiếp. Xin chào cả nhà nha, thì hôm nay là Phương có dịp đi xuống nhà anh chị của Phương. Thì ở gần đây có một cái con sông nước rất là lớn luôn, thì có mấy đứa cháu của Phương nữa, nên là hôm nay mấy dì cháu rủ nhau đi đào trùng. Mình sẽ đi xuống dưới cái sông đó để câu cá cả nhà. Đó thì phía sau Phương là gần cái núi đó đó, có một cái con sông rất là lớn luôn, nó sẽ chảy dài xuống là sau lưng nhà của anh chị Phương. Nếu mà có cá thì mình sẽ nhúm lửa nướng ăn tại chỗ luôn á cả nhà, để kiểu như trải nghiệm luôn. Đó thì giờ mình sẽ đào trùng. Ôi ơi, dung kìa. Đất rồi. Kìa, đây nè. Nó. Ôi, bự không? Bao con nó nhui ra rồi. Kìa, nó. Đã không? kia ha, bên cục kia, cục bên tay sau lưng tay con á. Đó, đó, có thấy nhui nhui chỗ đó đó. Nó. Nó rút vô rồi. Nó rút vô kìa. Rút vô cái ống rồi kìa. Mồi nó. Kìa. Phương đã đào trùng xong thì đây cũng ra tới con sông rồi cả nhà. Giờ mình sẽ cắm câu thôi. Cần câu là cần câu sáng tạo của anh Phương. Giờ mình sẽ đi câu thôi. Qua đây. Ở đây cháu Phương nó có cắm một con rồi cả nhà. Mình sẽ thả con này xuống. Lý tưởng nha. Gửi nhí con trùng ghê quá à. Phương có cá là ham con cá mà bà sợ trùng như cả nhà. Không dám bắt. Đây là con cá chạch thứ hai cả nhà, nãy là con cá rô phi. Ui, cá chạch này khá là to luôn. Ồ, chích hả? Chích chứ sao. Ủa, con cá chạch này mà chích hả? Có gai chứ. Con nắm chặt nó luôn đi, không gỡ ra. Con cá chạch khá là to luôn cả nhà. Gì nhí. Đó, nắm hết cái chân nó. Ôi, cá chạch. Con này bự nha, con này bự nè. Rồi, có mồi. Wow, có lý à. Ôi à. Anh Sáu anh câu dính một con cá chạch. Ngon lành luôn.
thấy con cá luôn á. Cá nhỏ quá mà. Đó, con cá bò. Cá bò hả? Cá bò. Rồi. Không, chồng cầm mới thấy được. Em câu với ai câu. Rồi. Đi qua tí gỡ ơi. Giờ tí gì à? Em với cầm dính luôn hả? Ờ, mới lên đưa cầm, em kêu đưa cho Dương mới câu rồi đưa qua chụp nhiều quá nó dính. Câu không dính nên mới con mới chấp nhận dính luôn nè. Đây nè, xuống rõm lẻ mà chịu. Đi có kia xuống à. Chỗ nào? Để con qua con lấy con cầm xuống. Nữa hả? Rồi. Thế là hụt. Lúc nãy bên kia thì nó hơi nắng cả nhà, nên là mình đang vừa mới tìm được cái chỗ mà ổn định hơn, mà vừa mát mà vừa gần suối nữa cả nhà. Đó, thấy chưa? Nước chảy, nghe tiếng nước chảy luôn ha. Giờ mình sẽ nhóm lửa nha. Tay chân đen thui. Giờ anh xíu xuống suối rửa luôn. Xong. Sạch bông sáng bóng. Đó đũa điện thoại. Có bằng tay không? Đi rừng. Có mấy thằng đi rừng chùm đã luôn. Thôi, em nói bụng, thử thách đi. Nó bảo bụng. Biết rồi, chứ thấy cho lỗi miệng rồi không? Cái bà xa nấu lẩu mắm ăn cũng ngon vậy. Nấu lẩu mắm ăn ngon, sao ngon biếu. Lẩu mắm chắc ăn không được đi á. Mệt, anh em nhà nó tôi không hứng. Sao thích đứa nè. Á, à, đau, chợ nó quýnh ra, nó quýnh hoài luôn á. Nó có đủ chưa? Mẹ con đem ký cái chứ được cái máy. Nó là bưng về đi rửa. Bưng lên đi xuống gì nè. Lấy chén, lấy chén con mắm. Có với ớt thì đưa mắm làm gì. Ừ. Đi qua lấy em câu cá. Ở nó. Càng câu lên mình câu. Lấy càng câu đi. Đi. Bây giờ bưng cơm xuống ăn luôn, khỏi đói. Không có bị, có bò anh kia đại thấy nó cháy rồi bà. Kia à. Thôi. Nó bò phía bên kia cầm, nó chọc đó. Em mới chở. Thấy cái đó nó xe cái đầu nó cho nó. Có lóc này kia mình đi cho. Bên nè. Mình bí á. Nó đem lên nước kia hút ra hai con. Mở cái này. Cái gì đó. Ê, cá cà phê á. Ôi mà. Để miếng. Em dụ chị dẫn đổ nước không bao giờ. Chị ba cái quá này. Ủa cây à? Nó bò nó chín rồi.
kia ngọt không quậy sao? Đó, cái bò nó chín rồi, lấy đũa kìa. Cái nào? Đó, cái bò chín rồi nè. Chín rồi đó, kia kìa. Thấy con đó cũng chín hết rồi, nó khô hết rồi. Ủa, chị lấy chị đi trước, chị đứng đó chịu uống hết chín hết rồi. Bỏ mấy con cá con thật lên. Cái bò đúng không? Đúng rồi, người chị có tâm. Rồi ăn lần đi rồi nó ấy là ăn gì. Cái con khô bên đây chín rồi đó giờ. Ừ, ngọt thở. Ôi ngon quá. Chấm nước ớt này ngon quá. Chưa ăn đã thèm. Cái miếng có miếng cầu đâu. Miếng cái dám lộn rồi đó. Miếng cầu, cho chị hai đi nữa. Nó không cắn bụi nữa con. Nó không cắn luôn, nó bị. Bữa cơm ra, ngồi xuống nhí, ngồi xuống chỗ vườn bữa cơm ra ăn. Hai ngồi chỗ vườn mưa, em ngồi đây. Em phun, em mưa. Thôi, Phương cũng nướng xong hết rồi. Giờ thì mấy anh em mình với lại mấy đứa cháu sẽ ăn nha cả nhà. Có cơm nữa nè. Đây, nhìn ngon không? Đó. Phương cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của vợ chồng nhà Phương nha. À, nếu cả nhà yêu thích video của vợ chồng nhà Phương thì cho Phương xin một like, bấm vào nút đỏ bên dưới để đăng ký và bấm vào cái chuông kế bên để theo dõi những video mới tiếp theo của vợ chồng nhà Phương nha. Xin chào cả nhà.